Kính chào quý vị và các bạn, hân hạnh được đón chào các cô chú, các anh chị và các bạn đã quay trở lại với chương trình của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Kính chúc các khán thính giả thân thiết sẽ luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, nước là nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, thiếu nước còn nguy hiểm hơn là thiếu thức ăn. Vì thế mỗi ngày nên uống đủ ít nhất là 2 lít nước để đảm bảo cơ thể luôn đủ nước và tràn đầy năng lượng các bạn nhé. Đặc biệt là sẽ hiệu quả hơn nếu như mà bạn biết uống nước đúng thời điểm. Dưới đây là những thời điểm vàng mà một ly nước ấm có thể giúp bạn tránh được đột quỵ, đảm bảo sức khỏe cho cơ thể. Cùng theo dõi trong video hôm nay. Uống một cốc nước vào 3 thời điểm này tránh đột quỵ cực tốt, càng biết sớm sức khỏe càng an toàn. Kính chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Theo thống kê của các chuyên gia sức khỏe thì đột quỵ hay còn được gọi là tai biến mạch máu não hiện đang là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới. Để ngăn ngừa đột quỵ, các chuyên gia sức khỏe đã chỉ ra nhiều cách để chúng ta có thể kiểm soát căn bệnh nguy hiểm này. Trong đó, việc uống nước vào một số thời điểm thích hợp trong ngày chính là cách đơn giản nhất giúp cô bác giảm hơn 40% nguy cơ bị đột quỵ ghé thăm một cách bất thình lình. Ngoài việc hòa tan các chất dinh dưỡng, chất béo và các loại protein khác nhau để cơ thể dễ dàng hấp thụ, nước còn chảy liên tục giữa các mạch máu, các tế bào để vận chuyển oxy và các chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể, đặc biệt là các tế bào não của chúng ta. Bên cạnh đó, nước cũng giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể trong những ngày hè nóng nực để làm mát và ngăn ngừa tình trạng đột quỵ do nhiệt gây ra. Vậy uống nước vào thời điểm nào để bảo vệ cơ thể của chúng ta trước những diễn biến khó lường của căn bệnh đột quỵ? Mời cô bác cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này trong video ngày hôm nay. 1. Uống nước khi vừa thức dậy. Uống nước khi vừa thức dậy đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của chúng ta, trong đó có việc hạn chế nguy cơ tai biến mạch máu não, bởi trên thực tế căn bệnh nguy hiểm này thường xảy ra vào lúc sáng sớm. Vào thời điểm này, các khối mỡ bám trên thành mạch máu sẽ bong ra, kết hợp với việc độ nhớt của máu tăng lên sau một giấc ngủ dài sẽ làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông đe dọa sức khỏe của cô bác. Cục máu đông chính là nguyên nhân gây ra 90% các ca tắc nghẽn động mạch vành ở tim và bít tắc các mạch máu nuôi dưỡng não. Do đó, việc cô bác uống một cốc nước khi vừa thức dậy sẽ góp phần ngăn chặn bệnh tim và nguy cơ tai biến mạch máu não vô cùng hiệu quả. 2. Uống nước trước khi đi ngủ 1 giờ đồng hồ. Kết quả của một số công trình nghiên cứu đã cho thấy việc uống một cốc nước trước khi đi ngủ có thể giúp cô bác phòng ngừa chứng tai biến mạch máu não vô cùng hiệu quả. Từ 4 giờ sáng đến 8 giờ sáng là lúc máu của chúng ta đặc nhất, sau đó máu sẽ dần dần loãng ra cho đến khoảng 12 giờ đêm. Tiếp đến, máu sẽ dần dần đặc lại cho tới 4 giờ sáng ngày hôm sau, theo chu kỳ trên. Vì vậy, trước khi đi ngủ khoảng 1 giờ đồng hồ, cô bác nên uống khoảng 200ml nước để giúp cho máu loãng ra. Điều này rất có lợi cho sự tuần hoàn của máu và ngăn ngừa nguy cơ hình thành cục máu đông vào sáng hôm sau. Bên cạnh đó, hơn 50% các ca nhồi máu cơ tim và vỡ mạch máu não thường xảy ra vào khoảng 2 đến 5 giờ sáng. Đặc biệt là khi thời tiết nóng bức khiến cơ thể của cô bác đổ nhiều mồ hôi, làm cho nguy cơ xảy ra đột quỵ cũng cao hơn. Vì vậy, nếu không uống đủ nước trước khi đi ngủ, thì khi tỉnh dậy lúc nửa đêm, cô bác hãy uống một chút nước để phòng ngừa nguy cơ đột quỵ cô bác nhé. 3. Thường xuyên uống nước khi nhiệt độ nóng bức. Cơ thể của chúng ta có hệ thống điều hòa thân nhiệt hoạt động rất nhịp nhàng để tăng tiết mồ hôi và làm mát cơ thể. Nhưng nếu chúng ta hoạt động quá lâu trong môi trường nóng bức thì cơ chế điều hòa thân nhiệt này sẽ bị tổn thương và gây mất cân bằng nhiệt cho cơ thể. Đặc biệt khi cô bác uống ít nước, cơ thể sẽ không tạo ra đủ mồ hôi để làm mát cơ thể và điều này sẽ làm nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng cao. Việc không uống đủ nước cũng khiến cơ thể của cô bác bị mất nước, gây rối loạn điện giải, tăng độ đông đặc của máu, từ đó gia tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Chính vì vậy, khi thân nhiệt vượt quá 40 độ C trong thời gian dài, rất có khả năng cô bác sẽ phải đối mặt với nguy cơ đột quỵ do sốc nhiệt. Đột quỵ do sốc nhiệt có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng nhóm người dễ bị ảnh hưởng nhất chính là những cô bác lớn tuổi, những cô bác có sẵn bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu. Bên cạnh đó, những cô bác thường xuyên vận động, lao động ở môi trường nóng bức cũng rất dễ đối mặt với nguy cơ đột quỵ do nhiệt. Do đó, uống đủ nước trong điều kiện nóng bức chính là giải pháp hữu hiệu nhất để cô bác ngăn chặn tình trạng nguy hiểm này. Uống nước như thế nào để ngăn đột quỵ hiệu quả? Trong điều kiện bình thường, tùy theo thể trạng của từng người mà cô bác cần uống một lượng nước khác nhau. Thông thường, con số này là khoảng 8 cốc nước, tương đương với 2 lít nước mỗi ngày. Tuy nhiên, lượng nước này cũng sẽ ít hoặc nhiều hơn đôi chút tùy thuộc vào các yếu tố khác như cường độ vận động, môi trường làm việc, khí hậu.
Bên cạnh đó, những cô bác nào có chức năng gan bất thường hoặc đang mắc bệnh tim, nếu uống nước nhiều sẽ khiến bệnh trạng của mình nặng nề hơn. Nếu gặp phải tình trạng này, cô bác nên nghe theo lời khuyên của bác sĩ để xác định chính xác lượng nước mà mình có thể tiêu thụ mỗi ngày. Khi uống nước, cô bác không nên uống quá nhanh mà chỉ nên uống từng ngụm nhỏ để nước ngấm dần vào cơ thể. Việc uống nước quá nhanh trong lúc khát có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt cho hệ tim mạch của cô bác. Bên cạnh đó, cô bác cũng nên chú ý đến tư thế khi uống nước của mình. Khi cô bác uống nước trong lúc đang đứng thì nước sẽ nhanh chóng đi xuống ruột của cô bác. Bên cạnh đó, cơ thể của cô bác cũng sẽ giữ nước ở phần dưới khiến chân của cô bác sưng lên. Mặt khác, nước cũng sẽ bị tích tụ trong các khớp và gây ra tình trạng viêm khớp cho cô bác. Ngược lại, khi cô bác uống nước trong lúc ngồi, cơ bắp và hệ thần kinh của cô bác sẽ thoải mái hơn rất nhiều và điều này cũng sẽ giúp cơ thể của cô bác hấp thụ chất lỏng một cách dễ dàng hơn. Uống đủ nước vào đúng thời điểm là điều nên làm. Nhưng như vậy chưa đủ. Điều tối quan trọng là cô bác phải đảm bảo nguồn nước mình uống không có các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus, nấm, kim loại nặng hoặc dư lượng hóa chất độc hại trong đó. Cho dù cô bác có đun nước sôi rồi để nguội thì cũng chỉ loại được một số vi khuẩn độc hại. Các kim loại nặng như arsen, chì, thủy ngân không thể mất đi dù cô bác có đun sôi nước ở 100 độ C. Vì vậy, cách tốt nhất là cô bác nên sử dụng máy lọc nước để làm sạch nguồn nước của mình. Quý vị thân mến, tai biến mạch máu não là vấn đề thường gặp ở người cao tuổi. Bệnh thường có tính chất xảy ra đột ngột và để lại nhiều hậu quả nguy hiểm cho sức khỏe. Để ngăn ngừa tai biến mạch máu não thì các cô bác chắc hẳn đã nghe tới nhiều biện pháp khác nhau, nhưng dễ dàng hơn cả có lẽ chính là hiệu quả phòng ngừa tai biến từ ba loại đồ uống tuyệt vời dưới đây. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu công dụng của ba loại đồ uống giúp phòng chống tai biến mạch máu não trong video hôm nay. Ba loại nước giúp ngăn ngừa tai biến mạch máu não nên uống thường xuyên để người luôn khỏe mạnh. Bên cạnh nước lọc, vẫn có rất nhiều loại thức uống khác mà cô bác có thể bổ sung vào chế độ dinh dưỡng của mình để ức chế căn bệnh đột quỵ hoặc ngăn ngừa chứng bệnh nguy hiểm này xuất hiện. 1. Trà đen. Nhiều nhà khoa học Mỹ đã chứng minh được rằng những người uống 3 tách trà đen mỗi ngày có tỷ lệ mắc đột quỵ ít hơn so với những người không uống loại trà này rất nhiều lần. Bên cạnh đó, những học sinh tại Hà Lan cũng được áp dụng chế độ uống trà đen vào giờ nghỉ trưa để cải thiện sức khỏe và hạn chế nguy cơ mắc đột quỵ sau này. Tác dụng vượt trội này đến từ việc trong trà đen có chứa flavonoid giúp giảm cholesterol và hạ đường huyết cho cơ thể. Nhờ đó, trà đen sẽ giúp cô bác kiểm soát nguyên nhân dẫn đến tình trạng đột quỵ một cách vô cùng hữu hiệu. Với trà đen, tốt nhất là cô bác nên thưởng thức vào mỗi buổi sáng. Cô bác không nên uống trà đen ngay sau các bữa ăn vì nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa của cô bác. 2. Nước ép cà rốt. Trong cà rốt có chứa rất nhiều carotin, vitamin và các chất dinh dưỡng có lợi khác. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khi cô bác uống nước ép cà rốt thì nguy cơ mắc bệnh đột quỵ sẽ giảm 25% do carotin trong cà rốt có thể chuyển đổi thành vitamin A giúp hạn chế quá trình xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa được nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng đột quỵ. Với nước ép cà rốt, cô bác nên uống sau bữa ăn vì các loại chất béo có trong thực phẩm sẽ giúp cô bác hấp thụ các tinh chất trong nước ép cà rốt hiệu quả hơn. Đối với những cô bác có vấn đề về dạ dày thì nên uống nước ép cà rốt sau bữa ăn khoảng 2-3 giờ đồng hồ và không được uống khi quá đói. Ngoài ra, cô bác cũng chỉ nên uống tối đa từ 2-3 ly nước ép cà rốt mỗi tuần thôi cô bác nhé. 3. Sữa đậu nành. Theo một vài nghiên cứu của các nhà khoa học thì trong sữa đậu nành có chứa một thành phần quý báu có khả năng ngăn ngừa hiện tượng cục máu đông, huyết áp cao, tắc nghẽn động mạch vành và làm giảm cholesterol xấu trong cơ thể. Chính vì vậy, các sản phẩm từ đậu nành nói chung và sữa đậu nành nói riêng có khả năng phòng ngừa tai biến mạch máu não vô cùng hiệu quả. Cô bác có thể uống sữa đậu nành bất kỳ lúc nào trong ngày, nhưng thời điểm tốt nhất là uống trong lúc ăn sáng hoặc uống vào buổi tối trước khi đi ngủ khoảng 1-2 giờ đồng hồ. Ngoài ra, cô bác cũng không nên sử dụng quá 500ml sữa đậu nành mỗi ngày để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Có thể nói đột quỵ là căn bệnh có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, nên việc chúng ta cần làm là phòng tránh chúng khi còn có thể. Với ba thời điểm uống nước và các loại thức uống mà chúng tôi đã thông tin đến cô bác trong video ngày hôm nay, hy vọng rằng cô bác có thể áp dụng chúng để bảo vệ bản thân và gia đình mình khỏi căn bệnh cực kỳ nguy hiểm này. Bên cạnh việc uống nước khoa học, cô bác cũng nên kết hợp với thói quen sinh hoạt lành mạnh như ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya, tập thể dục thể thao đều đặn và hạn chế stress để có được một sức khỏe tốt và phòng tránh mọi căn bệnh nguy hiểm của bác nhé.
Video ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết rồi. Nếu thấy hữu ích, cô bác đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ Tuệ Tâm Giác Ngộ. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.